ông Park lo cho Doãn Hải My khi xuất hiện tại lễ cưới Quang Hải. Được biết, cựu huấn luyện viên Park Hang-seo có mặt từ sớm để chúc phúc cho ngày trọng đại trong cuộc đời của học trò cưng là Quang Hải và vợ là Chu Thanh Huyền như sau. Vượt qua giông bão cuộc đời, cầu mong tình yêu hai bạn dành cho nhau luôn bền chặt. Chúc bạn vui tươi và hạnh phúc trong ngày cưới. Chúc mừng! Bên cạnh đó, thầy Park cũng trao cái ôm thân tình đến Đoàn Văn Hậu. Đáng chú ý, ông đã đăng tải dòng trạng thái đầy dí dỏm mà gần gũi trên Facebook cá nhân, đồng thời gắn thẻ Văn Hậu như sau: tôi cảm thấy thương cho vợ của Văn Hậu. Không chỉ phải giữ sức khỏe để chăm sóc em bé sơ sinh, mà còn phải chăm cả thằng nhóc lớn đầu này nữa. Đây được xem như một lời nhắn nhủ đến cậu học trò cưng. Ông được người hâm mộ nhận xét là người cha thứ hai của nhiều tuyển thủ Việt Nam. Được biết, nhiều cầu thủ đã đổi đời, trở thành ngôi sao bạc tỷ và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp quần đùi áo số cũng nhờ có người thầy mang tên Park Hang-seo.